Hello, xin chào mọi người. Chào toàn thể anh em thợ máy. Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình đã sửa cho anh em thợ hai cục PC. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em test cái mô hình luôn và chúng ta phải test như thế nào. Rồi, chúng ta vào và chúng ta sẽ chia sẻ nha. Rồi. Thì mình đã sửa xong con xe Future V71 24 27. Con này có rất nhiều mã nha anh em. 71 21 G01 đủ các kiểu. Xong. Và tiếp tục con này là con xe 902 nha anh em. Rồi 902. Rồi thì chúng ta chia sẻ, chúng ta quan tâm thì chúng ta chia sẻ vào dùm nha. Đó. Rồi, con này là con của SCR nha anh em. Và mình sẽ thông báo cho anh em về một cái điện áp chuẩn để chúng ta giả lập cho nó một cái điện áp vào chân số 13 là điện áp bao nhiêu cho chúng ta tùy chỉnh nha. Rồi thì đầu tiên một con IC này, con này có nguồn 9V nha anh em. Thì chúng ta sẽ cấp nguồn cho nó và nó sẽ khác với những cái dòng xe. AB, Future, nói chung là chỉ có dòng này nó khác thôi. Còn tất cả những cục IC khác thì nó đều như nhau. Đấy, chúng ta phải lưu ý, nó chỉ có khác là SCR nguồn 9V và khác cái chân bơm xăng. Bơm xăng của tất cả những dòng xe ngoài SCR thì nó sẽ là chân số 8. Thì thằng này nó sẽ là chân số 7. Đó, chúng ta lưu ý. Vậy bây giờ mình sẽ cấp cho nó một cái điện áp để nuôi con IC. Thì anh em nhìn mô hình ở đây, nó sẽ là chân số 1. Đây là nguồn. Thì ở đây nó y xì một con xe cho các bạn và anh em. Đúng rồi, nút đề, đèn pin. Ở đây là cái hai cái bulin. Tùy theo chúng ta điều chỉnh điện áp vòng tua máy RPM của Honda và IA. Anh em sử dụng IC của Honda thì chúng ta sẽ tắt cái bulin của IA về không. Và ở đây ở dưới này nó sẽ là ba chân nguồn, ba chân mát. Ba nguồn, ba mát. Ở đây là H là CKB dương của Honda. Đây là dương của IA. Các bạn sử dụng Honda thì sử dụng vào cái cổng H. Ở đây trên một con xe để chúng ta giả lập tín hiệu để không còn báo cái lỗi 981 IAT TBS và cả bế móc và van IACV lỗi 29 trên dòng xe Honda. Và đây nó sẽ là cảm biến oxy để chúng ta giả lập điện áp ở trong cái giải
dưới 1V, ECT điện áp, TO là cảm biến gốc để không còn báo lỗi đèn pin. Và đặc biệt ở đây thứ tư nó sẽ là mô bích sườn, kim phun và bơm xăng. Và ở đây nó sẽ có 3 hàng cho anh em, ở đây sẽ là một con chiếc áp tùy theo các bạn điều chỉnh ra một cái điện áp tương ứng từ 0 cho tới 12V ở cổng giữa này. Còn cổng này nó sẽ là 12V, cổng này nó sẽ là mát, thì các bạn phải lấy nguồn và mát ở đây để nuôi cho biến trở. Thì ở đây nó sẽ là ra tùy theo các bạn điều chỉnh cái bulin. Tương ứng ở trên này nó sẽ là 1 cho tới 33 chân. Nó sẽ tương ứng với cái chân của ECM IC. Chúng ta lưu ý chia sẻ lên cả nhà. Bình luận lên anh em ạ. Chia sẻ lên cả nhà ơi. Chia sẻ lên dùng một chút xíu nha. Comment chia sẻ để hướng dẫn cho cái clip này hoàn toàn là free và miễn phí. Anh em nào không biết chỗ cắm chỗ nào thì các bạn để lại comment. Rồi, và cái nguồn 9V thì chúng ta phải giả lập như thế nào, điện áp bao nhiêu nằm trong giải, thì chúng ta sẽ sử dụng cái đồng hồ để thang đo 20 dB. Rồi, anh em chia sẻ nhiều, mình sẽ cấp nguồn để nuôi cho thiết bị. Để lại comment ở phía dưới. Cực kỳ dễ cắm cho anh em. Rồi, chúng ta sẽ cấp nguồn nuôi cho ECM chân số 1. Tiếp tục chúng ta sẽ cấp mát nuôi cho IC chân số 10. Tín hiệu đầu vào, nguồn vào mát để nuôi cho linh kiện điện tử. Rồi, tiếp tục chúng ta phải lấy gì? Tín hiệu đầu vào là CKB chân số 12. Rồi, lúc này nguồn mát đã có, tín hiệu đầu vào đã có, vậy cần tín hiệu đầu ra. Rồi, tín hiệu đầu ra nó sẽ là gì? Bơm xăng cục IC của SCR này nó sẽ là chân số 7. Rồi, kim phun nó sẽ là chân số 16, 12, 13, 14, 15, 16. Mobi sườn vẫn tương ứng cho tất cả những dòng xe phun xăng điện tử chân số 11. Rồi, lúc này là ok. Rồi, chúng ta sẽ mở công tắc máy. Thì lúc này ECM chưa làm việc. Bởi vì sao? Nó cần một cái nguồn điện áp 9V. 9V ở đây anh em sẽ xả lập từ 7 cho tới 10V tùy điện áp nằm trong giải. 7 đến 10V. Ví dụ dùng cái con 7808 bao nhiêu ấy, thì anh em cứ di chuyển cái điện áp tùy theo các bạn chọn từ 7 cho tới 10V, 7809, 7808. Đây. Tiếp tục chúng ta lúc này phải lấy nguồn để nuôi cho chiếc áp, để chúng ta sẽ đưa ra một cái điện áp nhất định 7 đến 10V. Mát cấp vào cái bulin này tùy chọn. Tiếp tục một cái điện áp 12V. Vậy chúng ta sẽ quay cái bulin này, nó sẽ ra điện áp. Điện áp tùy theo các bạn chọn là bao nhiêu, dùng đồng hồ. Rồi, nó sẽ là 00. Chúng ta sẽ sử dụng một que đo vào mát. Rồi, một cái vào cái lỗ giữa tùy chọn của chiếc áp. Bật khóa điện lên 11V.
Rồi thì lúc này điện áp sẽ lớn thì đương nhiên chúng ta sẽ không sử dụng được, bởi vì sẽ không bao giờ có lửa, có phun. Chúng ta sẽ xoay điện áp xuống. Rồi 9V, 10V, 7V, 8V nó cũng nổ. 9V, 8V. Đấy. Rồi 8V. Từ 7 cho đến 10V tùy theo điện áp các bạn chọn để nuôi vào chân số 13. Rồi, lúc này chúng ta lấy đồng hồ ra. 7 đến 10V vào chân số 13. Tắt khóa điện, mở công tắc máy, có đèn, bơm xăng. Rồi, lúc này chúng ta bấm nút xì ta, có lửa cao áp, rất đơn giản, đúng không ạ? Điện áp từ 7 đến 10V, nuôi vào chân số 13, không cần nhất định phải là 9V. Gọi là từ dao động, đúng không ạ? Dao động cái điện áp từ 7 cho đến 10V. Nhỏ hơn hoặc là lớn hơn 7 đến 10V thì đương nhiên sẽ mất điện cao áp. Đây cho anh em xem giá trị điện áp. Đây điện áp ra. Rồi đang là 7V 16. Chúng ta thấy không? Chúng ta sẽ đưa xuống dưới 7V sẽ mất điện cao áp. Rồi, chúng ta sẽ đưa dưới 7V. Rồi, 6V 98, gần 7V xem có lửa không? Vẫn có lửa, đúng không ạ? Đó. Chúng ta sẽ đưa nhỏ hơn một chút xíu, có vẻ là 6V rưỡi. Rồi 6V 3. Bật ba lát đồng hồ lên. 6V 4. Thì lúc này sẽ mất lửa cao áp và mất bơm xăng, mất hết hệ thống FI. Đó. Rồi chúng ta sẽ lại tiếp tục tăng điện áp lên khoảng gần 7V hoặc là 10V đổ lại. Đây cho 10V luôn. Rồi 9V 2. 9V 2. Khởi động. Đó dưới 10V. Nói chung là khoảng cách từ 7 cho đến 10V. Rồi anh em nào có nhu cầu làm cái mô hình này ok, mở tour Remap ở trên cổng Kalai này luôn. Đó là những cục ít SCR các bạn phải cần cái nguồn từ 7 đến 10V để nuôi vào chân số 13. Và khác nhau ở chân số 7 bơm xăng. Còn tất cả IC còn lại nó sẽ là chân số 8. Rồi lúc này mình sẽ lấy cái này ra để thử test cục IC của Future. Rồi ok Future, mình sẽ lấy cục của SCR ra. Đã sửa xong. Test tiếp tục của Future Future. Thì lúc này chúng ta bật lên nó sẽ không bao giờ có bơm xăng, bởi vì nó đang bị khác chân số 7 và chân số 8. Chúng ta phải cắm qua chân số 8. Trừ SCR đi thì tất cả không cần phải cái nguồn 9V. Chúng ta chỉ cần 2, 4, 6 sợi dây. Được chưa? Khởi động. Có bơm xăng. Nút xì ta. Có đánh lửa. Ok, thành công. Rất dễ đúng không? Anh em nào cần mô hình comment. Bỏ ra vài triệu mua cái mô hình về nhà làm hai chữ bát L bắn lên cái tường, chúng ta có sự cảm giác thăng hoa về làm phun xăng điện tử. Và hôm nay đủ số lượt soi có khoảng 100 người, con sẽ chia sẻ cho anh em một cái cực kỳ là thú vị. Chắc là buổi trưa nay sẽ không đủ, nếu đủ thì mình sẽ chia sẻ anh em sau này đỡ phải chết. Có nhiều anh em dạo này làm xe chết khá là nhiều.
chết nhiều ở trên dòng Piaggio Vespa. Dù các bạn nạp phần mềm gì thì nạp, xui thì cũng chết nếu đủ chia sẻ. Rồi, ngày nay mình sử dụng làm được hai con IC, ngày hôm qua khách hàng mang vào, đó là của anh em thợ. Về nhà anh em thợ kiểm tra lặng quạng khéo lại tỏi tiếp. Này khô rồi. Tí lâu keo khéo là đẹp. Anh em nào ok đủ 100 like chia sẻ không phải chết. Chia sẻ đủ 100 người mình chơi cho anh em trên con xe Vespa, khéo có ngày chết. Chết thì chúng ta ở quê không có cách nào để cứu đâu. Ok, thank you mọi người. Đúng ạ, tiền nhiều để làm gì? Để mua mô hình có vài triệu về nhà thử IC. Nhiều người dám bỏ thế này ra để mua máy mà các bạn tiếc gì cái mô hình. Đây, anh em này mới ủng hộ con Sportoon 15.8. Trong này 16 triệu. Đây. Thì cái này mình sẽ chia sẻ cho anh em nhé. Anh em hãy chia sẻ cho mình đủ 100 người. Đây là con Vespa này. 2V, 3V. New GA. Họng 26 và họng 28. Nó tình hình nào xảy ra cho các bạn? Dù đó là phần mềm gì. Nên cuộc chơi chúng ta phải có sự rủi ro. Làm ăn ai cũng phải thử rủi ro hết, đúng không ạ? Không bao giờ tuyệt đối. Nhưng xui thì anh em phải đền như thế này. Anh em chờ trong giây lát. Rồi. Ví dụ nhiều anh em mà tay nghề yếu thì người nọ comment bảo thế nọ thế kia, thì hôm nay mình sẽ thực hành rút cho anh em những cái con ROM này ra luôn. Ơi, với cái ROM mình sẽ đọc được con này ở trong này nó bị cái gì luôn. Anh em hiểu không ạ? Cái này là ok, mình chia sẻ thôi. Chẳng có cái gì to tát cả. Rồi, mình chia sẻ thế này nè. Cái cuộc đời này chúng ta làm nghề thì gặp nhiều người giỏi vặn chúng ta, đúng không ạ? Nghĩ chúng ta yếu thế nọ thế kia. Sử dụng tất cả thiết bị nạp ở trên thị trường, mình không biết là thiết bị gì, mình nói vân vân cho anh em, chứ không nói ra máy nào máy nọ. Tất cả, dù nó là ở cái máy nạp nào, để nạp vào con Miu 2-3V thì cuộc chơi thì phải thử, đúng không? Mình thử thì mình mới live stream cho anh em, và nhiều anh em bị như vậy. Các bạn tự ý tự nhiên nâng cấp phần mềm ở những cái dòng xe 2-3V nó đẹp trời thì chẳng sao, đúng không ạ? Nó đẹp trời thì chẳng sao, vô tình trời đang nắng đổ mưa đen, đúng không ạ? Ướt hết người. Còn cái cuộc đời mà gặp may mắn, ông trời đang ở cái mây đen, chúng ta cứ nghĩ là mưa ập đến, chạy về nhà kịp. Còn người không gặp may mắn thì đương nhiên xả một cơn mưa rất lớn, bởi vì chúng ta không mặc áo tơi thì chúng ta sẽ phải ướt đầm.
và về nhà sẽ cảm cúm, phải uống thuốc. Trên con xe Vespa này cũng vậy. Đang nạp ngon lành cằn đào không sao, đang chạy có thể đơ. Rồi đơ, đơ thì đương nhiên các bạn phải ngồi chờ cả 15 phút, có vấn đề không chạy tiếp chương trình. Thì đương nhiên các bạn có nghĩ rằng nó bị đơ, các bạn tắt khóa điện, các bạn bật lại, các bạn nạp. Một là nạp lại thành công, hai là ngủ luôn. Ngủ luôn cho các bạn biết. Và cuộc chơi ở đây nó phải rủi ro như thế nào các bạn phải thử. Nên các bạn thử các bạn sẽ chết. Nên các bạn đừng nên thử ở vấn đề như thế này. Ví dụ các bạn đang nạp, lỡ may tụt cáp, lỡ may hết bình điện, đúng không? Nó phải có rủi ro chứ, làm ăn phải có rủi ro. Đang nạp, tụt cáp, phải chơi vấn đề là tụt cáp phải cứu lại được, thì đó mới gọi là sự đẳng cấp. Còn làm ăn bảo sơ ý do mày nạp để tụt cáp, nếu mạo hiểm tới mức độ như vậy thì tốt nhất không nạp. Nó nguy hiểm, anh em hiểu không ạ? Nó nguy hiểm cực kỳ. Làm ăn phải có sai sót, phải thử. Thì vô tình các bạn đang nạp, nó tụt cáp ra, lên đường luôn. Lên đường. Lên đường. Thì ở đây nó sẽ có con rom. Con rom. Con này để nó nhận cổng ca lai. Đấy, nhận cổng ca lai. Con erom nha. Nếu mà con này hư thì sẽ không nhận cổng ca lai. Các bạn kết nối với tất cả cổng ca lai, nó cứ bảo các bạn phải kiểm tra rắc. Kiểm tra nguồn. Đấy. Nhưng nó bị con này. Rồi nhiều người bảo nhấc con erom này ra, nạp cho nó cái chương trình vào lại. Nhiều người nói vậy nó dễ quá, đúng không? Nhiều người nói vậy dễ quá, ai làm cũng được hết. Con này mất một cái là sẽ mất kết nối ngay. Còn con bên này bữa nào tôi sẽ hướng dẫn cho bạn. Cái này là cái đèn cốt đơ. Đấy, kiểm tra dây đồ, ổ khóa đồ không nhận tiện là con này. Còn con này sẽ không nhận diện cổng ca lai. Thì nhiều người bảo lỗi, nạp lại, nạp lại erom. Nhưng tôi nói cho các bạn ở đây tôi rất nhiều mưu. Tôi có thể nhấc luôn con rom của con mưu khác đang hoạt động bình thường, bỏ qua đây. Nó vẫn không qua nhận cổng ca lai. Thì nó ngủ luôn, các bạn không cách nào cứu được hết đấy. Trừ khi các bạn có máy nạp, các bạn phải nhấc con vi xử lý nhiều chân này ra này. Đó, đó là cái cách để tôi chia sẻ. Các bạn hạn chế dùng tất cả phần mềm gì tôi không quan trọng ở trên Việt Nam. Để các bạn nạp những cái này, tôi thật sự con Vespa này chẳng bao giờ cần phải nạp phần mềm. Nó sai là sai ở cái cuộn điện, sai là sai ở cái TBS, sai là hòa ga là do cái van IACV nó bị dơ. Các bạn đây hơi tí cứ phải nâng cấp, nạp. Nó chẳng có thú vị gì trên con Vespa cả. Và nhiều người bảo tôi là nạp phần mềm Vespa này ra ngoài chạy bổng đầu thì phải phét lác. Tôi đưa cái cổ cắt luôn. Đấy. Ở đây tôi biết cái gì tôi chia sẻ cho các bạn cái đấy. Nhiều lúc các bạn yếu tim, nghe vài cái thầy bà trên mạng vẽ hù ma dọa khỉ, nghe nó kinh tế. Đây là tôi chia sẻ cho các bạn. Thì thay vì nạp một cái erom vào con rom này, thì tôi ở đây tôi có con khác, tôi nhấc vào luôn. Vẫn không bao giờ kết nối được cổng ca lai. Thì anh em sẽ không bao giờ nạp lại dữ liệu lại được hết. Các bạn thích tôi sẽ làm cho các bạn một cái. Nếu đủ số lượng. Bây giờ các bạn đủ một phát tăng tốc lên 50 người. Tôi nhấc từng con trong này ra cho anh em đánh ban chơi này. Các bạn có hiểu là khi mà các bạn bị lỗi là các bạn tắt bật khóa điện nó như một. Mất hết. Chia sẻ 50 người. Cái này bữa nào tôi live stream vào ban đêm ấy là khoái. 50 người, tôi sẽ quay cam lại cho các bạn coi. Cái này thì với tôi thì nó chẳng là ăn nhầm gì cả. Với các bạn nó mới khổ. Các bạn làm xe, các bạn lấy ăn nâng cấp phần mềm hay nạp cái gì nó đen, nó sập một phát. Coi như các bạn lên đường. Đây, con mưu của xe tôi, nó đang hoạt động bình thường. Bình thường thì đương nhiên phải có bơm xăng và đèn cốt đơ. Tốt. Được chưa? Anh em nhìn ở đây là biết tốt, tôi không cần phải để. Rồi. Ok. Thì lúc này hoạt động tất cả hệ thống bơm xăng hoạt động bình thường.
Rồi, tôi sẽ gắn con này vào cho các bạn xem. Tôi sẽ kết nối qua cổng Calai luôn. Rồi người nào bảo lối rôm, tôi bốc luôn con rôm ấy cho các bạn luôn. Tôi nghịch tới mức độ mà tôi bốc nó sàng tất cả những cái bên này ra. Tôi nhấc nó ra để tôi xem ở trên con xe nó bị hiện tượng gì. Anh em biết không? Với tôi thì dùng cái máy khò, tôi nhấc con này ra, tôi cắm con khác vào thì chuyện quá bình thường. Nhưng tôi không có sửa. Đây. Rồi, ok. Rồi, anh em bật lên. Rồi, mất. Cái này là tắt bật khóa điện là như một. Mất hết. Được chưa? Đó. Cái này nó nằm ở trong giấc ngủ ngàn thu. Rồi. Thì như thế này thì nhiều người bảo nạp lại con rôm. Đúng không? Nạp lại con rôm. Nhưng bây giờ tôi bốc luôn con rôm của xe khác vào với không thành công. Đó. Rồi, bây giờ các bạn sẽ kết nối cổng Calai. Tôi sẽ mượn cái máy Smart Tool này cho các bạn xem đọc được thông số không. Nếu đủ trên 50 người, tôi sẽ bốc con rôm khác qua cho anh em. Cái vấn đề này có rất nhiều các bạn chết và bị ăn hằn. Đúng không ạ? Chết lổ khổ. Kể cả phần mềm gì tôi không muốn nói ra. Nhưng với tôi làm những cái này tôi phải nghịch. Anh em hiểu không? Tôi muốn nghịch để xem nó có rủi ro có lớn hay không. Rồi, tôi sẽ mượn máy Smart Tool để kết nối coi các bạn có nhận cổng Calai không. Vẹt bà. Rồi. Nó như thế này thì đố các bạn cứu lại được. Rồi, các bạn bảo lỗi con rôm đúng không? Con rôm. Đó. Trên 50 người tôi sẽ bốc cái con Miu ra luôn. À, lỗi kết nối. Anh em thấy chưa nào? Trên 50 người tôi mới chơi cái này nha. Rồi tôi sẽ lấy con Miu khác. Tôi tạm thời bỏ cái máy ở đây. Rồi tôi tắt khóa điện đi. Tôi sẽ lấy một con Miu khác cho anh em xem. Rồi tôi để đây. Tôi sẽ lấy một con Miu sống bình thường. Được chưa? Anh em chờ một giây lát. Rồi, tôi sẽ lấy một con Miu khác gắn vào cho các bạn luôn. Được chưa? Con này họng 28. Rôm mới chặt rả. Tùy theo cái nó chết nha anh em. Nó chết tới mức độ này thì các bạn chỉ có bị khắc đốt tiệm cũng có đấy. Rồi, khéo khắc nó lại đốt tiệm. Rồi, có thể chưa ăn rác, tôi sẽ cắm lại. Đây. Rồi con này tôi sẽ nhấc ra rồi đúng không? Rồi nó sẽ hiện tượng y xì con Miu chết lúc nãy. Đây. Chia sẻ cho các bạn kiến thức. Đây tôi sẽ nhấc con này ra này. Tí nữa con này chết đúng không? Nó đang không nhận cổng Calai giống con này luôn. Tôi sẽ lấy cái con này đang không nhận cổng Calai, tôi sẽ bốc qua đây xem. Nếu nó sống là con này bình thường thì không bao giờ phải cần nạp lại con Enrom. Anh em nhìn thấy bấm cho cái từ ok. Trên 50 người tôi sẽ bốc. Anh em chia sẻ mạng. Anh em thấy không ạ? Thấy bấm ok. Đây con này tôi nhắc ra rồi. Thấy chưa? Đây. Ok ok chia sẻ. Trên 50 người tôi sẽ nhắc từ con này qua con đó cho các bạn.
tôi sẽ đánh dấu cho anh em cái miếng giấy ở đây. Và trong này tôi có hàn một sợi dây điện, tôi xin phép được giấu chân. Rồi, chúng ta sẽ bật lên nó y xì như nhau, tắt và bật khóa điện nó là một. Tắt, mở. Rồi, nhiều người bảo nối con rom đúng không? Nối rom. Được chưa? Nó sẽ không nhận. Qua cổng cái line sẽ lấy cái máy này luôn. Biazo. Rồi, lối kết nối. Rồi, thì bữa nào sẽ hẹn anh em đủ 100 người trên 50 người, tôi sẽ làm cho các bạn. Buổi trưa nay nó chỉ là thế thôi. Được chưa? Đó. Nếu các bạn không nghe tôi thì có ngày các bạn sẽ gặp. Nếu các bạn ở nhà không có nhiều mưu để thay cho khách hàng, thì các bạn biết hiện tượng gì xảy ra với nhiều khách hàng khó tính. Hôm nay số lượng các bạn xem không đủ thì thông cảm, mình sẽ không nhắc. Ước gì hôm nay mà thật sự buổi tối các bạn đủ người xem, tôi sẽ di chuyển từ con chết qua cái con này luôn. À, nhưng thật sự hôm nay nó không đủ thì các bạn phải thông cảm. Cái này là tôi chia sẻ cho các bạn. À, con này đang bình thường, không bình thường. Ơi. Được chưa? Đó. Đây là cái cách để các bạn nạp, lỡ may tụt cáp hoặc là đồng thời đứng file, các bạn tắt khóa điện, bật khóa điện lên nạp lại mất cổng cả lại. Ok. Rồi, bữa nào hẹn một cái dịp nào ban tối đấy, tôi vẫn giữ lại những con mưu này để tôi thực tập. Và đồng thời sẽ chia sẻ cho anh em. Đó, nguy hiểm tới mức độ như vậy nha. Đó, bật tắt bật khóa điện như một. Được chưa? Còn những cái dòng xe Honda hay những cái gì mà tụt cáp thì chúng ta nạp lại là chuyện bình thường. Đâu cô? Trả tiền ăn à? Hả? Với đây làm ăn ngon trả tiền ăn à? Do buổi trưa các bạn không đủ nhá. Đủ tôi sẽ bốc cái con rôm này qua ngay. Nhiều người bảo lỗi con rôm này. Còn con này nó sẽ là mất kết nối đường truyền, là cái đèn cốt đơ đấy, nó sẽ mất bơm xăng, coi như chúng ta như kiểu mà hư ông ten hoặc là mất chip vậy, hoặc là đứt dây đường truyền thì sẽ là con này. Con này cổng Kalai. Nhưng nó đánh vào tận đây rồi các bạn ạ. Cái này các bạn phải nhấc cái con vi xử lý này ra. Có bộ nạp thì các bạn mới nạp lại được. Còn anh em mình ở quê ấy, lâu lâu con xe mang vào phịch một phát, chỉ có đi ngủ thiên thu thì khách hàng sẽ là đốt tiệm nếu giải quyết không tốt. Lấy xe hả? Làm gì? Xe gì đấy? Hả? Trong đời à, cái này chỉ có bên kia mới có, từ đâu ra? Ừ. Đang test cái gì đó, đổ nốt cái phần mềm nữa móc. Hôm qua làm mấy cục. Không ra được không ạ? Yếu. Đầu chiều bục. Đầu chiều lên mua đó luôn rồi lấy luôn. Đây, hôm nay chia sẻ cho các bạn test cái mô hình. Và đồng thời nó sẽ là mưu, bọc mưu. Rồi, các bạn lưu ý. Bất kỳ làm cái nghề gì cũng vậy. Chúng ta phải đi tìm ra nguyên nhân. Chứ không phải một con xe hộp ga, bất kỳ dòng xe nào chúng ta mang đi nâng cấp, đen đủi là chúng ta gặp vấn đề ăn hàn ngay.
Trên đời không cho phép chúng ta sai lầm. Sai lầm chúng ta phải trả giá. Đó là quy luật trong cuộc chơi. Rồi, tôi sẽ dạy xong cái khóa học online 15 đêm này, tôi sẽ đi tu luyện một khóa. Sẽ phải đi tu luyện ngồi thuyền một khóa để chơi sâu về những con xe này, cho tới mưu, cho tới tất cả những hệ thống điện tử. Kế tiếp đang cố gắng dạy xong và đi luyện công về vấn đề này một chút xíu. Sẽ đầu tư tiếp tục những cái bộ nạp để về nhà chơi những con xe này. Được không anh em? Rồi, thì thôi anh em nghỉ trưa đi. Mình xin phép sửa cái đèn led này một chút xíu rồi đã. Của Suzuki. Đời còn dài nhưng lỗi lầm còn khá là nhiều. Cái này thì các bạn cần cái máy khò, đặc biệt cái máy khò có công suất như kiểu mấy ông rán đề can nó khò. Các bạn đừng nhét là thùng rốt, có ngày nó cháy mẹ thùng xốp, nó cháy luôn cả tiệm ấy. Anh em hiểu không? Nhiều lúc anh em bỏ này vào trong cái thùng thùng cà tông, anh em bỏ máy khò loạn quạng có ngày cháy mẹ luôn cả tiệm. Tốt nhất mua cái máy khò công suất khò nóng bậy nó ra, đừng có dại khéo có ngày cháy nhà đấy. Nhiều bố mẹ khò bảo dùng khò làm cái cà tông nhét nó vào, có ngày khéo cháy tiệm. Mua máy khò có công suất ấy, của mấy cái bọn mà nó dán để can ấy, nó khò nhanh nóng lắm anh em ạ. Phà phà phát là nó nóng ngay. Bậy. Dùng thiết bị bậy. Nạy nó ra. Silicone mà. Cái này hy vọng là chết led. Cái gạo đó là đúng thiệt nhỉ? Cho anh cơm chưa? Ăn nhiều ít. Hả? Còn các bạn có hai cái khò ra ngay. Rồi đeo cái bao tay vào đỡ nóng bẩy. Hai khò để hai đầu gãi tự động nóng rồi nè. Nóng ran. Không đọc được comment của anh em. Đọc mỗi comment của ông Tay Ga Xuân Dần thôi.
Tôi chào anh em nhé.